Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hẹo Về Kinh Tế. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime Pokemon. Đây, lại thêm một bản nữa cho anh em. Tối qua có anh em gửi con này và Hẹo cũng tranh thủ làm luôn ha. Thì sáng hôm nay thì bên này bị cúp điện nên là nghe nói bản này thôi được rồi, theo tìm được cái bản này rồi. Cái bản này là cái bản V8 cũ ấy các bạn. Cái bản đây. Ui, bản mà phi cái con khỉ nè. Đấy và skin của nó luôn, ngày thứ nhất. Con này tên gì quên rồi ta. Để đi tìm lại coi, con này tên gì. Ui, nhưng mà bản này vẫn còn chơi tốt các bạn à. Ôi, tí nữa là heo quên luôn. Gerudo, ok. Rồi, tí nữa là heo quên là bản này vẫn còn ngon nè. Và cảm ơn bạn gì quên tên rồi. Bạn Minh gì đấy gửi cho heo con này ha. Đây, ngày thứ ba là nhận được con Mewtwo gì Mew nè, Mew này Mew gì đó không biết. Gói chọn skin, chọn hay là mở ra hết ta? Vậy để dịch coi. Đây, để dịch coi. Ok. Sau khi mở bạn sẽ chọn một trong những ok, chọn một trong những thứ này. Trời, chắc nhiên là ta chọn skin rồi. Đây, được chọn một cái skin nên được có một cái skin. Mewtwo Y. Ngày thứ 7. Đó, rất nhiều luôn. Gồm có Girado rồi Mewtwo Y rồi tại lai học me hết. Hoài, bản này thơm đấy chứ. Được đấy. Rồi, Mewtwo Y đồ luôn ha. Rồi ok. Ở bản này là phải có code chứ không phải. Ủa gì cho gì có 10 kim cương vậy bộ? Ảo mộng vậy. Trời ơi. Ui, 6 triệu mấy. Ui, được. Nào, bản này thì nó có một mớ code. Rồi, mớ code. Này, code này. Vé nạp 200. Ok. Hoài, vé nạp 200 là thấy có quà rồi đấy. Rồi rương hero. Hoài, 160. Ôi, 160 mảnh. Được. Ok. Hoài, code vẫn còn dùng tốt nha mấy anh em ơi. Đó, code vẫn cần dùng tốt. Đây luôn. Đây luôn. Đây. Ủa, đậu 88. Rồi code cuối là 99. Ủa, kìa, copy vô không được. Rồi, được rồi. Đấy, hết rồi đó. Rồi đây đang có event event gì nè. Hình như là bị chặn hay là sao đấy. Rồi đây. Ui, có con này luôn hả? Ok. Đấy, bản này thì nó đang có server tới 47 luôn rồi nha anh em. Nên là chơi thì nó chắc cũng khá là ok. Ủa, nhớ là hôm bữa là có cho con này nữa. Mà anh em nó không cho hay gì á. Ủa, không sao. Chơi có chơi là vui rồi. Đây, ủa, mà nó cho level luôn mà ta. Đúng rồi, cho level 70 hả? Thì anh em có thể vào đây. Nâng được luôn con này. Mà hiếu nguyên liệu hả? Nâng con Mewtwo X nhưng mà thấy coi bộ nó hiếu nguyên liệu các bạn ơi. Kyogre đồ này nọ. Ok. Rồi. Đúng rồi. Đây, cắn cái này. Đó, rồi. Ra nhận một đống luôn. Nó là cái bên nào ta? Không, cái này là quà level. Hình như là cái này hả? Không luôn. Ủa, cái này là nó nằm ở trong góc nè. Một thứ. Ok, không có. Nguyên liệu hả? Ôi, được đấy chứ. Nguyên liệu bầu ơi, đúng rồi. Trời ơi, nguyên liệu đồ tùm lum tà la ngoài này luôn. Vậy là quy khoảng 6 triệu mấy ha. Rồi, còn lại thì nó bán bằng ấy không? Bằng xiềng không?
cái đây hả? Không, cái này là quà 7 ngày event hẹn giờ. Đây 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 200. Ôi. Ôi ôi, ngon ngon, 200 đấy, 200 đấy. Ừ. Mảnh vạn năng đồ này nọ ha, kim cương đồ ha. Ủa, một ề luôn, rất nhiều luôn. Ok, khoan để chụp lại. Uầy, tính ra bản này còn chơi ngon và chơi tốt nha. Đó, lậm. Ừ, nó tốt hơn cái bản hồi chiều, úp cho các bạn luôn á. Ok, pháp bảo đồ này nọ, báo vật đồ. Đây. Rồi ở đây nữa nè. À, ở đây ít hơn. À, nhưng mà chắc nó cho chỉ có một vé này quá. Chứ nó cho nhiều thì game lấy gì ăn. Đó, 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 uầy, khung đồ này nọ ha. Khung đồ ơ, đồ ha, khung ơ, khung e, đồ. Uầy, cho thêm miếng nữa là xuống đây là lụm được quà thêm rồi. Này, mở ra không biết được gì, ở đây nữa nè. Vé gacha, uầy. 320 thì nhận được thêm 2 con nữa rồi. Ôi, không sao, không sao, không sao, uầy. Đá mega đồ luôn. Được, được. Rồi, đá mega nữa nè. Ô. 80 cho con này hả? Ơ kìa, ơ kìa, ôi. Vậy là tầm 9 triệu nha các bạn ơi, 9 triệu kim cương nha. Ở đây, đang có event chiêu mộ luôn. Trời ơi. Red đồ ro gì nè, trái hay phải gì đó, lụm luôn. Đấy. Ok, theo nghĩ là các bạn chơi bản này cày cuốc lâu dài đồ này nó giải trí đồ được nè. Hãy nó ra tới server 47 rồi. Trời ơi, thường ngộ lắm. Thấy nó ra nhiều server cái anh em hơi sợ, trời nhiều quá rồi không biết nó có sập hay không. Ừ, tại nó ra nhiều quá rồi. Ừ, còn mà server ít ít thôi, trời ơi. Có mấy server không biết nó tồn tại được lâu hay không, mai chiều nó có sập hay không. Ừ, đường nào mấy ông cũng sợ hết đó. Ai, rồi hãy kiếm mà kiên, ok, kiếm luôn. Kiên luôn, đấy. Nâng lên và quẩy thôi. Trời ơi, chừng chờ chi nữa. Ở đây, ok. Ok luôn, đó. Giờ thì vô là quẩy thôi ha. Link thì có hết rồi. Anh em có chơi thì tải về, trải nghiệm. Đấy, đấy. Nhớ treo xin một like, một share và một đăng ký kênh. Ủa cái gì à? À, được chọn miễn phí hả? À không, random chứ. Ở đây là mới được chọn nè. Ừ. Cái gì à? Cái gì bộ hồi nãy là như mua. À, uầy. Hồi nãy tốn tiền đi mua cái này chi trời. Ảo thật đấy. À, 88 rương. Đậu hư chuyện. Ê, mở thử cái này coi. Cái rương này để làm gì à? Ở đây đúng không? À, ô. Rương chọn báu vật kìa bầu ơi. Ôi kìa. Ôi ơi. Báu vật cho từng con luôn. Ảo ảo. Ê được ấy bộ. À, còn 19 rương nữa. Ôi, rương chọn đàng hoàng nha, chứ không có kiểu mà ừ anh em muốn lấy nhiều lấy đâu, anh em muốn cái gì quên mẹ nó rồi tính nói mà thiệt chứ dạo này không phải kiểu mà cho gì lấy đó, đúng rồi đúng rồi. Đó, được tự chọn. À, ngon ngon ơ luôn ơ. Nào trước tiên thì vô ở đây nè, đây nè, đây nè, đây đi đi test con Pokemon không đây. Test hai con luôn, ok. Ngoài và con kia nó có skin luôn, con này nè. Con đó anh em, 8 ngày, 7 ngày là lụm được con Mewtwo X rồi hả? Quá ok luôn. Link thì Heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nào đó. Ừ, nhớ cho Heo xin một like, một share và một đăng ký kênh. Đó, rồi, rồi. Ok, ok. Thôi, trời, trời, trời. Ngầu lòi. Ngầu ác, ôi, quá trời ngầu. Ngoài bức thiên đồ luôn ha. Ok, rồi đây mở auto luôn rồi. Trời ơi, nói gì nữa. Đó, nộ luôn.
đó 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 ui 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 ơi, nhưng mà thấy con này hình như ít ai chơi hay gì á. Bữa theo để hình con này không thấy anh em nào quan tâm hết, kiểu như nó phế hay gì á. Ui mà Mewtwo với là Mew là một cái gì đó mà kiểu như thấy nó là anh em rất là đam mê luôn. Rồi qua ngày mới luôn rồi đấy, qua ngày mới vô. Ồ, không phải đây, bên này đúng không? À chưa nhận được cái này hả? Mà con này là con gì quên mẹ nó cái tên rồi ta. Mewtwo X thì biết rồi, đâu rồi đâu rồi. Cái đó là mở ra được skin hay là được một con luôn ta? Em nghĩ cái đó là skin, nhưng khoan để ta dịch lại luôn đi cho nó dễ. Này là được một con nè, còn cái kia thì là skin rồi. Đúng rồi, cái này là skin rồi. Ok, nếu mà không có con hero thì lấy cái gì đây? Đúng rồi, sợ kia, đúng rồi, skin Bankila gì đó. Ngoài skin vĩnh viễn. Trời ơi, mở được skin bầu ơi. Ok, rồi các bạn, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì bản này free 9 triệu này hả? Đấy, anh em vào và xài trải nghiệm đồ này nọ. VIP thì lên được VIP 19 nữa. Đấy, VIP 19 thì nó không biết là nó có hơn cái gì không, mạnh vạn năng đồ này nọ. Max là VIP 23. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Để có con nào ngon mới thêm nữa thì sẽ up cho các bạn tiếp hả? Ấy, nâng con này lên là được một con mega rồi nè. Trời ơi, cho sẵn luôn rồi. Quá ngon. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.